Đéo, tao vừa chào good evening cò. Cần nó đen hả? Ừ, cần nó màu đen. Vừa đẹp nhỉ? Cẩn thận nó bay đến nó ăn bim bim của Tù Lâm đấy. Ừ, thế vậy hay. Con cần đương nhiên nó có cò, quên nó có bèo rồi. Chị bảo là để cho chị ăn với, để cho thôi đừng thôi. Cái gì đây? Kiểu người em sợ quá. Không lên được. Bên này sát hơn chứ. Bên này sát hơn chứ này. Đây này. Anh Linh ơi, anh Linh nhìn bên này sát hơn. Bên tay phải này. Xem rồi. Ăn rồi. Con bị chứng sợ chim cò đấy. Ừ. Là thế á, thế làm sao mà. Thế thì phải lấy chồng. Thật, lấy chồng khó. Đừng có sợ. Cái này nhiều này. Đấy, nhà con đèn nháy phát lên. Thôi, tiếp tục nháy phát nữa để cho mọi người chụp. Đấy. Rồi, nó không sợ đâu, lâu bao nhiêu năm, chục năm ở đây rồi nhìn. Dạ, đúng rồi. Bảo bọn người này tao còn sợ gì nữa. Dầm ba. Chưa. Vào chỗ đông đông chưa? Thế vào tiếp đi, vào tiếp. Chắc chắn 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 chắc chắn